Lô hàng tiếp theo của Etrolic đã bắt đầu về và có mặt tại cửa hàng Tùng Audio rồi các bác nhé. Đây là phiên bản vang cơ lai số Etrolic X9 Pro phiên bản limited cho anh em và là một trong những dòng vang cơ lai số chính hãng của Etrolic. Hôm nay bên em Tùng lại tiếp tục về thêm lô hàng các bạn và cùng anh em kiểm tra lô hàng mới này bên em, cùng anh em trải nghiệm âm thanh chất lượng của dòng sản phẩm vang cơ lai số chính hãng cao cấp của nhà phân phối Etrolic. Và đặc biệt là bên em Tùng đang có chương trình giảm giá cho anh em khách hàng hơn 1 triệu đồng thôi là các anh em đã sở hữu ngay cho mình chiếc vang cơ lai số rất là nhiều tính năng hiện đại rồi, âm thanh hay và nhiều các chế độ chỉnh cơ đơn giản cho anh em thao tác trên thân máy, không có gì khó khăn. Khi làm về bên em đã hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em rồi. Và đây là hình thức giao diện của dòng vang Etrolic X9 Pro phiên bản limited bên cả anh em nhá. Và bây giờ thì cùng anh em kiểm tra các cái linh phụ kiện bên trong, chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm này ra. Về thiết kế giao diện thì các bác đang được nhìn thấy đây là hình thức bên trong hộp. Các anh em được quyền mở hộp ra, chúng ta kiểm tra linh phụ kiện. Có điều khiển này, có dây jack cắm nguồn này, dấu anten 4 phút rời này và tua vít hai cạnh để ngăn chỉnh phi chim. Và chúng ta sẽ có phiên bản vang cơ lai số Etrolic X9 Pro do sản phẩm chính hãng, có logo thương hiệu mã QR code trên thân máy cho anh em có thể check hàng nhá. Còn đây là thiết kế giao diện mặt trước với phiên bản phay nhôm mạnh mẽ, dễ phối đồ, có mặt màn hình, các hiệu ứng tính năng tinh chỉnh này, ba phím âm lượng tổng này. Bây giờ thì em xin phép các anh em để nó lên bên trên và cắm điện trải nghiệm cùng anh em khách hàng với dòng vang Etrolic X9 Pro qua nhá. Đập thêm con nữa ra để cùng anh em kiểm tra cái lô hàng này bên em nào. Và chắc chắn rồi, cái phiên bản này thì anh em hoàn toàn có thể nâng cấp với bất kỳ thiết bị nào, ghép nối âm đi, ghép nối đẩy để nhấn vang, loa kéo, mixer đều được cả. Đấy, và bên em tặng thêm cho anh em đôi dây jack kết nối nhé. Khi nhận hàng về các anh em không cần phải thao tác, cũng không cần phải đi mua thêm bất kỳ một linh phụ kiện nào nữa, bởi vì em đã tặng kèm các linh phụ kiện đi rồi. Đấy, anh em chỉ cần vặn cho em các phím tính năng âm lượng tổng thôi. Bây giờ thì xin phép các anh em chuẩn bị một chút setup và cắm điện lên cho anh em cùng trải nghiệm hình thức giao diện và chất lượng âm thanh của Etrolic X9 Pro Limited nhá. Thiết kế giao diện của dòng vang Etrolic X9 Pro Limited cho anh em ạ, với thiết kế giao diện rất là đẹp mắt. Đấy, anh em đã được nhìn thấy thực tế của dòng vang này rồi. Và hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm cái lô hàng mới để phụ em khách hàng. Và giá thành thì em vẫn đang để mức giá rất là tốt cho anh em khách hàng, mặc dù là giá thị trường âm thanh đã bắt đầu có sự biến động và cái phiên bản này em nhập cũng đã tăng so với những phiên bản trước đó ít nhất là từ 50 cho đến 70.000. Và bên em vẫn đang để cho anh em mức giá quá hời. Nếu anh đã lựa chọn phiên bản Etrolic X9 Pro, hãy liên hệ ngay bên em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình. Còn bây giờ thì cùng anh em tìm hiểu kỹ hơn nữa về các tính năng, chất lượng âm thanh của lô hàng mới bên em với Etrolic X9 Pro nhá. Về thiết kế giao diện thì em đánh giá rất là cao với phiên bản màu đen mạnh mẽ, có mặt màn hình LCD màu xanh da trời và các chức năng thông số nó hiển thị kiểu số rất là sắc nét và rất dễ nhìn. Lấy tín hiệu nhạc qua USB cổng quang Bluetooth đường dây tín hiệu trắng đỏ và sau chỉ cần nhấn input chuyển cổng, chúng ta đã có thể lấy tín hiệu qua rất nhiều chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại rồi. Đấy, và ngoài ra thì trên cái nút input này khi các anh em giữ trong khoảng 2 đến 3 giây thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra FB chống hú để tăng khả năng chống hú tốt nhất cho dàn máy âm thanh các bác nhá. Đấy, và có thêm tính năng voice giọng nói và có thêm điều khiển remote để các anh em có thể thao tác đơn giản hơn. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái dòng vang rất là đa tiện ích về các tính năng. Đấy, và chưa hết, với 16 hiệu ứng tính năng quan trọng nhất thì em cũng đã nhấn mạnh ở đầu video, em mở hộp thùng ra cho anh em kiểm tra rồi. Đây là toàn bộ cái hiệu ứng tính năng chỉnh cơ và không có gì khó khăn cả. Khi nhận hàng về thì em thấy là một số bác là có thể sử dụng và tự mình tinh chỉnh được ngay. Còn trước mắt là khi bên em gửi hàng đi là bên em đã hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em các hiệu ứng âm thanh của giải echo hay là các tính năng revert như là revert time, revert âm lượng tổng, cắt tần số cao revert hay giải bass chép của phần effect EQ, bass trung chép, phần mic, phần nhà và chịu cắt sub. Bên em đã hỗ trợ setup, chịu cài đặt trước cho anh em một vài tính năng để khi nhận hàng về chúng ta hát nên chúng ta cất lời ca tiếng hát của mình, các bác sẽ cảm thấy cái giọng hát được thay đổi, được cải thiện với chế độ âm thanh ngọt tiếng hơn và lịnh tiếng hơn. Và khi nhận hàng thì có thể là anh em chỉ cần thao tác vặn cho em ba phím tính năng âm lượng tổng thôi, đó chính là âm lượng tổng mic, effect vang nhạc, âm lượng tổng nhạc, ba phím volume thiết kế có đèn led và làm ngay góc tay phải màn hình rất dễ dàng nhận biết. Còn lại các hiệu ứng tính năng echo, revert là cứ để bên em nọ cái phần này các nhá. Với Etrolic X9 Pro chúng ta có thể ghép nối với hầu hết thiết bị âm thanh qua các đường cổng ca lông kết nối phía mặt sau, RL out cho anh em ghép nối âm ni, cục đẩy, nền vang, loa kéo, mixer đều được. Thêm tính năng test out phát livestream sử dụng đường cổng cắm mic và cắm sub bằng ca lông hoặc là cắm sub bằng AV. Sử dụng mic thì anh em cắm mic dây, mic không dây vào phía mặt A, mặt B ở phía mặt sau đều được cả. Và bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe vào và trải nghiệm âm thanh thực tế của lô hàng mới BM Tùng Audio với dòng sản phẩm vang cơ lai số đang cực kỳ hot trên thị trường âm thanh, đó là Etrolic X9 Pro phiên bản vang cơ lai số cao cấp chính hãng của nhà phân phối này nhá.
Vâng, và đó là phần nhạc các bạn. Các anh em đã được nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc đến từ Etrolix X9 Pro. Và tiếng nhạc thì chúng ta hoàn toàn có thể tự mình tinh chỉnh các giải âm thanh bass chống chép theo cảm giác nghe nhạc của các anh em. Và ở trên phiên bản này thì ra sẽ có quá nhiều các tính năng lấy nhạc hiện đại rồi. USB cổng quang, Bluetooth ở đây thì em đang lấy tín hiệu qua đường áo X trắng đỏ truyền thống. Chúng ta cũng có thể lấy qua Bluetooth điện thoại di động kết nối trực tiếp, hoặc là lấy qua đường cổng quang âm thanh sắc nét từ TV chuyển xuống. Và bây giờ thì đến phần quan trọng hơn nữa, đó chính là test tiếng mic tiếng lời đến từ dòng vang Etrolix X9 Pro. Ở đây thì em sử dụng một bộ mic dây rẻ tiền và cùng anh em test âm thanh đến từ dòng vang này các bác nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10. Dù là cơn mưa bắc giá, dù đời chờ là lời gió xa, dù tình chỉ là mong mây, mơ môi còn cao khát chờ. Để các bác nghe âm thanh ạ, có cái độ lịnh tiếng các bác nhá, nó thay đổi giọng hát của mình, nó làm cho giọng hát của anh em mà chuyên nghiệp hơn với hiệu ứng âm thanh của giải echo rất ngọt ngào và dễ chịu. Đó là cái hiệu ứng vang nhại nhanh chậm nhiều ít, làm cho giọng hát được lặp đi lặp lại trên những cặp loa. Khi mà chúng ta cất lên những cái bản nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc bolero ấy, chúng ta sẽ có một cái độ luyến láy âm thanh lịnh tiếng hơn, đậm tiếng hơn với giải echo đến từ dòng vang X9 Pro. Kết hợp thêm hiệu ứng reverb ở trên này, anh em đã được nghe giọng hát thật của em cũng được nổi lên, và em thấy là vừa xuất hiện giọng thật của mình và vừa có một chế độ âm thanh lịnh tiếng có thể gọi là giọng ảo ảo một chút đấy, nhưng mà nó sẽ góp phần làm cho giọng hát của anh em kích thích cái giọng hát của anh em bay bổng hơn và chuyên nghiệp hơn. Và trên dàn máy âm thanh gia đình chắc chắn cần phải có thiết bị vang nhại rồi. Etrolix X9 Pro xứng đáng là dòng vang cơ lai số để các anh em có thể nâng cấp ở dàn máy âm thanh gia đình. Và hiện tại nếu như các anh em đang cần mua Etrolix X9 Pro, liên hệ ngay theo số điện thoại bên em Tùng Audio. Lô hàng mới bên em đã bắt đầu về thêm rồi, giá đã để cho anh em mức giá cực kỳ tốt, dễ sử dụng, hàng chính hãng, nhiều tính năng, bảo hành 1 năm cho anh em khách hàng. Nhân hàng các anh em được quyền kiểm tra hàng, được phép test thử hàng các nhá. Nếu anh em đang có nhu cầu với phiên bản vang cơ lai số cao cấp chính hãng Etrolix X9 Pro, liên hệ ngay theo bên em Tùng Audio 0979629336 và chúc anh em nhận hàng ưu ý và có cho mình một thiết bị vang nhại âm thanh vô cùng chuyên nghiệp cho dàn máy âm thanh gia đình Etrolix X9 Pro. Xin chào anh em.